Thánh Rosa Lima Đồng Chinh, sinh năm 1586, mất năm 1617. Có những vị thánh chỉ đáng cho chúng ta thán phục hơn là bắt chước. Thánh Rosa thuộc loại này. Chúng ta tôn kính và thán phục sự thánh thiện của Ngài, nhưng không phải tìm cách bắt chước theo đường lối Ngài đã theo để nên thánh. Thánh Rosa chính là người đầu tiên ở Tân Thế Giới được phong thánh. Ngài trở nên quan trọng vì chứng tỏ rằng giữa sự bất công và phi nhân dính liền với cuộc chinh phục Mỹ Châu của người Tây Ban Nha, men Kitô giáo vẫn hoạt động. Rosa sinh tại Lima, nước Peru, năm 1568. Cha mẹ ngài, ông Cát Ba de Flores và Maria de Oliva, đặt tên cho ngài là Isabel, nhưng vì sắc đẹp của ngài, người ta gọi ngài bằng tên một loài hoa, Rosa. Khi đến tuổi có trí khôn, thánh nữ đã muốn được gọi là Rosa Maria để tỏ lòng tôn sùng đức trinh nữ. Ngài còn có lòng yêu mến đặc biệt thánh nữ Katarina Siena và can đảm bắt chước vị thánh này vì lòng yêu mến sống thinh lặng, hãm mình cũng như chuyên chăm cầu nguyện. Dường như được ơn Chúa gìn giữ đặc biệt, nên ngay vào buổi mà các trẻ em khác chưa có trí khôn, thánh nữ đã có những nét thánh thiện đáng ghi nhớ. 5 tuổi, Ngài đã hứa giữ mình trinh khiết. 6 tuổi, Ngài đã ăn chay 3 lần trong tuần, chỉ ăn bánh và uống nước thôi. Gia đình nghèo túng, Rosa mất ngủ lại thiếu ăn, lại còn tự ý hãm mình để giảm đi sức hấp dẫn tự nhiên. Khi khách đến thăm khen ngợi sắc đẹp của mình, thánh nữ thoa hồ tiêu lên má cho sưng phồng lên, cẩn thận ngâm tay vào vôi khiến cả tháng không làm việc được. Khi người mẹ kết một vòng hoa lên đầu cho ngài, thánh nữ kín đáo kết gai vào trong, cho đau đớn để cảnh giác tính xa hoa. Gia đình gặp bước khó khăn, thánh Rosa đã tuần tị và làm vườn suốt ngày, đêm về lại thức giấc phá may. Thánh nữ luôn luôn vâng lời cha mẹ. Dầu vậy, trên 10 năm trời, Ngài đã dốc quyết từ khước bước vào hôn nhân. Ngài còn cắt ngắn mái tóc đẹp hiếm hoi của mình. Sự từ khước đã gây nên nhiều phản ứng khốc liệt. Người ta bắt đầu vu oan giá họa cho Ngài đủ điều, nhưng Ngài đã nhẫn nại và chịu đựng tất cả. Năm 1606, Ngài gia nhập dòng Ba Đa Minh và nhận thánh Katarina như gương mẫu đời mình. Ngoài những hy sinh hãm mình tự ý, thánh Rosa còn trải qua những năm tháng bị hiểu lầm, mù tối trong chính nội tâm. Dầu vậy, Ngài vẫn nhẫn nại, khiêm tốn chịu đựng và không bao giờ mất niềm tín thác vào lòng từ bi vô bờ của Chúa. Ngài tìm săn sóc những trường hợp ghê tởm nhất. 15 năm khủng khiếp trôi qua, tâm hồn trung tín anh hùng đã được ân thưởng. Thánh Rosa gặp lại được ánh sáng. Ngài mời gọi mọi tạo vật hợp ý ca ngợi và yêu mến Thiên Chúa. Ngài nói, nếu mọi người biết ơn thánh là gì, họ sẽ muốn được chịu đau khổ, sẽ đón tìm cực khổ, bắt bớ để chiếm hữu cho được. Bởi vì Ơn thánh là cái giá khôn sánh đáp đền cho lòng nhẫn nại. Đối với phép thánh thể, Ngài nói: điều mà mặt trời thực hiện trong thế giới hữu hình, sự thông hiệp thánh thể sẽ phát sinh trong tôi. Quả quyết tình Chúa quan phòng còn lớn gấp bội những khốn khổ và yếu đuối của con người. Ngài nói: tôi có một hôn phu có thể làm điều lớn lao nhất, sở hữu điều hòa hiếm nhất. Tôi thấy mình mới chỉ biết trông đợi nơi người có một chút đỉnh thôi. Từ đây, Ngài luôn được an bình. Ngài sống trong một cái chòi như một nhà ẩn tu. Năm 1614, Ngài ở dưới sự bảo trợ của ông Don Gonzalo de Mesa và vợ ông. Họ cho Ngài trọ và săn sóc Ngài trong cơn bệnh dài trước khi chết. Vào đầu tháng 8 cuối đời, cơn bệnh đau đớn dữ dội, Ngài thú nhận: tôi không hiểu được tại sao bao nhiêu đau đớn như vậy lại đổ trên đầu một tạo vật. Nhưng đầy can đảm Ngài nói: lạy Chúa, xin tăng thêm những đau đớn, miễn là Chúa cúng thêm lòng yêu mến cho con. Ngày 24 tháng 8 năm 1617, Thánh nữ qua đời với lời cuối cùng trên môi: Chúa Giêsu, Chúa Giêsu, Chúa ở với tôi. Trích theo vết chân người của Linh Mục Phao Lô Phạm Quốc Túy,